30 ký trên nói chung là cao 1m67. Không bị vàng da, các móng tay không bị bóng, không có màu trắng bất thường. Không bị thiếu máu. Này, này, những điều này. Không có dấu hiệu ngón tay bị trống. Bây giờ tôi sẽ đo nhiệt độ cho anh. Huyết áp 120/80. Nhiệt độ 37 độ C. Không bị phù. Mặt ở chân không có dấu hiệu bất thường. Cái ngón chân không bị thiếu máu.